Trước khi vào video, anh em cho tôi vài giây giới thiệu mô hình One Piece Zoro 3000 này nhé. Nếu anh em là một weeaboo chính hiệu, khao khát sở hữu các món đồ chơi anime đầy sắc màu nhưng ngân sách có hạn, thì đây chính là sản phẩm dành cho anh em. Chỉ với giá bằng 1/50, anh em đã sở hữu một mô hình Zoro 3000 nét căng như dây đàn. Chất liệu nhựa PVC cứng cáp, chống ẩm tốt, độ mờ cao giúp màu sắc đa dạng, rõ nét. Khi mua hàng các anh em cũng được bảo hành gãy vỡ trong quá trình vận chuyển và đổi trả thoải mái trong 7 ngày nhận hàng. Phụ kiện đi kèm đảm bảo đầy đủ 2 đầu, 3 kiếm và 3 vòng hắc kiếm. Chiều cao 21cm và khối lượng 800g cực kỳ đầm tay. Hộp đựng đầy đủ và cam kết bao bì đẹp mắt, chuẩn chỉnh. Chắc chắn đây là món quà anh em không thể bỏ qua để tặng cho chính mình hoặc những đồng âm weeaboo. Nhấp vào link bên dưới để xem chi tiết mô hình và cho vào giỏ hàng ngay thôi nào. Xin chào anh em trở lại với tiểu bất điểm review. Hôm nay cùng mình tiếp tục phần 2 Kamen Rider Ryuki nhé. Ryuki thất thế trước sức mạnh của Scissors. Hắn ta dùng càng cua đánh Ryuki SML. Ryuki nhắm không cận chiến được nên dùng bài trang bị khẩu pháo đầu rồng tấn công. Phải nói là hỏa lực của khẩu pháo rất mạnh đã đánh văng tên Scissors ra xa. Hắn ta định đứng dậy đánh tiếp thì thấy thời gian của mình sắp hết nên đánh bài chuồn trước. Gen ở bên phía cửa hàng đã báo cảnh sát về việc tìm ra thi thể ông chủ cửa hàng. Shinji đến nơi và cũng phát hiện ra ông chủ cửa hàng không phải Kamen Rider. Tên thanh tra Suzo đến tìm gặp Yui và nối phét rằng đã tìm thấy chiếc xe của anh hai cô và muốn cô đến để xác minh. Khi đưa cô lên xe, hắn nhanh tay đánh thuốc mê Yui. Cuối cùng hắn đã lộ diện con người thật của mình. Chính hắn là kẻ chủ mưu cho tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Gen đến nơi thì đã không thấy Yui, anh nhanh chóng đuổi theo hắn ta. Sau cuộc rượt đuổi gay cấn như phim quá nhanh quá nguy hiểm, thì Gen đã đón đầu được hắn và giải cứu cho Yui. Cả hai đang tính rủ nhau vào thế giới gương solo thì Shinji đến. Tên thanh tra thấy vậy sợ không ăn được hai người nên chuồn mất. Shinji rất bất ngờ vì hắn là Scissors và anh bị Gen chửi cho lên bờ xuống ruộng vì quá ngu ngốc khi tiết lộ thông tin cho kẻ thù. Tên Suzo đến tìm gặp Gen cô, nhưng ngay từ đầu cô đã nghi ngờ hắn nên đã gọi hai thanh tra khác đến để bắt hắn ta. Hắn ta thấy thế liền tấn công hai anh và chạy đi. Hai anh thanh tra đuổi theo hắn đến một ngõ cụt, tưởng rằng đã bắt được hắn thì con quái vật cua tử trong gương bắt cả hai vào trong. Shinji đến nơi và chứng kiến tất cả, tên này giải thích cho Shinji vì sao mình làm vậy. Hóa ra, từ xưa hắn ta đã làm tay sai cho tên chủ cửa hàng về các việc làm phạm pháp, nhưng vì ăn chia không đều nên hắn quyết định giết ông ta. Hắn đã gặp được Shizo và được anh ta cho bộ bài để trở thành Kamen Rider. Shinji mong hắn hãy cải tà quy chính, nhưng đâu phải lời thầy huấn dặn đâu mà hắn nghe theo. Gen đến nơi và muốn một trận một chọi một với hắn. Cả hai hiên xin thành Kamen Rider vào trong thế giới gương để tẩn nhau. Caesar dùng càng cua xiết cổ Nai, nhưng Nai đã dùng bài triệu hồi chú rơi và dùng đòn sóng âm làm choáng hắn. Nai trang bị cây thương còn Caesar trang bị cái càng cua to hơn. Cả hai lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Nai triệu hồi chú rơi dùng đòn Final Kick. Caesar thấy vậy cũng triệu hồi ra con cua để phản đòn. Sau đòn va chạm chiêu thức Nai bị đánh gục. Tưởng rằng Nai đã thua thì bộ bài của Caesar bỗng vỡ vụn, hợp đồng với quái vật cũng bị chấm dứt. Hắn ta đã bị con quái vật cua làm món gỏi cua đồng và sơi ngon lành. Nai lao lên tấn công thì bị hắn đánh văng. Ryuki từ đâu xuất hiện ngổ lòi, anh trang bị trên hai vai hai tấm khiên đỡ đòn cho Nai và chém tên quái ra xa. Ryuki dùng đòn Rider Kick tiêu diệt con cua nhanh chóng, vậy là đã tiêu diệt được một trong 13 bộ bài. Ở một thành phố nào đó, một Kamen Rider mới đã xuất hiện. Anh ta đang truy lùng một con quái vật có hình dạng ngựa vằn. Anh ta rút súng bắn liên tiếp lên nó. Hắn ta phân tách cơ thể thành từng mảnh để né đòn và chuồn mất. Shinji đang ngồi làm việc trong văn phòng. Vì không để ý nên anh đã làm cháy cả văn phòng. Hóa ra anh ta đang mơ. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh ta lại còn làm rối tung văn phòng bằng cách dùng bình cứu hỏa xịt khắp phòng. Sáng sớm mọi người đến văn phòng đã vô cùng tức giận và ông chủ đã đập cho anh một trận linh đình. Yui nhờ Gen đưa mình ra sân bay để đón bà mình. Chuyển cảnh một thanh niên đang ngồi vừa hút mì tôm vừa xem TV rất ngon lành. Yui và Gen đến đón bà ở sân bay. Bà già vừa gặp Gen đã thấy anh không đáng tin cậy nên chửi với anh. Gen tức quá không thèm nói gì đã chuồn đi mất. Shinji và Gen cô đến phỏng vấn một ông lão, vì có tin ông đã tìm được một con vật hiếm. Một người phụ nữ đang ngắm nhìn mấy bộ đồ trong cửa hàng, thì bị con quái ngựa vằn bắt đi mất. Chàng luật sư xuất hiện, trên TV đang bị một đám người truy đuổi vì một lý do nào đó. Shinji đang đi trên đường thì suýt va chạm với xe của anh luật sư. Shinji lao đến muốn tên luật sư bồi thường. Cả hai đang giằng co nhau thì mấy tên đuổi bắt đến nơi và hắn phải chạy đi mất. Shinji đến cửa hàng của Yui. Bà của Yui vừa thấy anh đã vô cùng ấn tượng và muốn Yui bỏ Gen theo Shinji. Ở đây anh lại gặp tên luật sư, anh gọi điện cho mấy tên ban nãy đến bắt người. Cuối cùng cả hai bị dính vào vụ này. Anh luật sư giải thích rằng anh tên là Suichi, trong một vụ kiện thì anh đã giúp bọn truy đuổi được trắng án, nhưng anh lại đi ăn trộm tiền của chúng nên mới bị chúng truy đuổi. Cả hai bị bọn chúng bắt được.
Tên Sui Ichi dùng khổ nhục kế cầu xin chúng tha mạng nhưng không được. Bỗng dưng tên ăn mì tôm đầu tập xuất hiện. Anh ta tên là Gozo và gọi tên luật sư là ông chủ. Anh ta có võ công rất cao cường, một mình có thể hạ hết bọn truy đuổi giải cứu Sui Ichi và Shinji. Một anh chàng đang đi trên đường thì bị con quái vật ngựa tấn công. Shinji và Sui Ichi cũng cảm nhận được. Shinji Henshin thành Kamen Rider Zuki vào thế giới gương tìm chúng. Phía bên này Sui Ichi đã cho chúng ta thấy anh cũng là kẻ sở hữu bộ bài. Zuki đang đánh nhau với tên quái vật thì một con khác xuất hiện. Zonza cũng đã phi xe máy tới. Shinji trên này đang đánh nhau trên tầng thượng thì tên quái vật chạy đi mất. Zonza dùng súng tấn công con còn lại. Anh ta bắn đạn vào nó, nhưng nó đã dùng chiêu tách cơ thể để né đòn và phản công. Bực mình quá nên Zonza chơi lớn, anh ta dùng bài trang bị một khẩu đại bác to vờ cờ lờ. Một đòn bắn tan nát tên quái vật luôn. Shinji phía trên cũng rất bất ngờ. Shinji và Zenko lại tiếp tục đến phỏng vấn ông cụ, vì ông lại tìm thấy một sinh vật mới. Zenko nghi ngờ rằng, nhà máy hóa chất chính là nguyên nhân làm cho động vật bị biến đổi gen vì ô nhiễm. Shinji đến cửa hàng của Iui thì gặp bà của cô. Bà muốn cho Shinji thuê một phòng của mình để ở vì biết anh không có nơi nào để ở và phải ở văn phòng. Shinji rất vui mừng và chạy về công ty để dọn đồ ngay. Chưa kịp chuyển đồ thì Shinji lại bị sếp dí deadline vào mồm, y như ông sếp đáng ghét của tôi vậy. Shinji và Zenko đến gặp một vị luật sư để giải quyết vụ nhà máy kia. Nhưng thật tình cờ lại là tên luật sư Sui Ichi. Hắn ta không muốn hợp tác nên đã chọc ghẹo khiến Zenko tức giận và đi mất. Sui Ichi rủ Shinji đi massage thư giãn, nhưng mục đích chính là anh muốn Shinji về báo lại công ty ngưng đăng tin về vụ nhà máy hóa chất kia. Shinji được Sui Ichi đưa đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Vì lần đầu được ăn ở một nơi sang trọng như này nên anh ăn như hà mã vậy. Đến tối Shinji đã chuyển đồ đến cửa hàng của Iui và anh sẽ tạm thời sống ở đây luôn. Tưởng được ở nhờ là sướng nhưng anh lại trở thành một tên sai vặt ở đây. Với bản tính vụng về thì anh đã quậy tung cửa hàng khiến bà Iui bất lực. Zen thấy vậy nên đã trổ tài là một người đàn ông đảm đang chăm lo việc nhà cho bà Iui xem. Cuối cùng bà Iui đã quyết định cho cả ba sống chung, nhưng vì có một phòng nên Zen và Shinji phải ở chung với nhau. Zenko đến tìm gặp ông lão và phát hiện ra sự thật không hề có sinh vật độc lạ nào cả, mà do ông ta đã tạo ra chúng với mục đích câu view. Quả báo đến rất sớm với ông ta. Con quái vật ngựa xuất hiện và tấn công ông. Shinji cảm nhận được, anh ta nhanh chóng tới nơi thì đã quá muộn. Shinji Henshin thành Rider để vào thế giới gương tiêu diệt tên quái. Cả hai lao vào đấm nhau. Zuki đấm nhau không lại nên đá hắn ra xa. Anh dùng thẻ bài trang bị khẩu pháo bắn cho tên quái không kịp né. Tuy nhiên hắn vẫn rất dai nên anh phải dùng đến đòn Rider kích để tiêu diệt nó. Zuki đang định trở về thì bất ngờ bị Zon ra từ xa dùng pháo trọi vào người. Sau khi ăn vài phát pháo, Zuki đã phải chạy tụt quần. Zonza thấy vậy nên chuyển sang súng nhỏ để đuổi theo. Zuki bất ngờ tấn công từ trên cao nhưng Zonza vẫn rất tỉnh đòn. Hắn ta đánh bị thương tay phải của Zuki khiến anh không thể cầm kiếm được và nã cho anh thêm vài phát đạn nữa. Zuki phải chật vật né đòn. May mắn anh đã chạy thoát được và rời khỏi thế giới gương với cánh tay bị thương. Ở văn phòng công ty, ông chủ thì đang bận bịu dọn dẹp thì cô thư ký đến giờ về là tốc biến mất tiêu luôn. Cô thư ký một mình đến công viên giải trí để chơi. Trên đường về cô bị một tên đeo mặt nạ chuốc thuốc mê bất tỉnh. Shinji mãi đêm muộn mới về, anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng Zen đã thấy anh không bình thường. Tối ngủ, do Shinji ngáy to quá Zen đã dùng kẹp bịt mũi anh ta lại cho hết ngáy. Sáng sớm đến văn phòng, ông chủ đã nhận được một cuộc điện thoại của tên bắt cóc. Hắn ta đòi 30 triệu, thì sẽ thả cô thư ký ra và nếu báo cảnh sát sẽ giết cô ngay. Shinji đến nơi giao dịch thì không thấy hắn đâu. Vào bên trong bất ngờ anh bị hắn tấn công. Hai bên đang giằng co nhau, thì tên bắt cóc bị một con quái vật xuất hiện bắt vào trong thế giới gương. Shinji thấy vậy cũng Henshin vào thế giới gương tìm hắn. Vì không điện được cho Shinji, nên ông chủ đã bảo Zenko gọi cho cảnh sát đến hiện trường. Vào trong thế giới gương, Zuki bị con quái vật lao đến hút văng ra khỏi ngôi nhà. Nó thoát ẩn thoát hiện tấn công bất ngờ nên Zuki phải trang bị khiên để chống đỡ. Tên quái vật không muốn đánh tiếp nên đã chạy thoát. Shinji ra ngoài để xem xét tình hình của cô thư ký, thì cũng là lúc cảnh sát ập tới. Vì không tìm ra thủ phạm nên anh đã bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu và bị bắt vào ngục. Mọi người ở bên ngoài cũng không thể làm gì được vì không tìm ra chứng cứ ngoại phạm của Shinji. Zen phải đến tìm Sui Ichi để giúp đỡ Shinji. Hắn ta lúc đầu không chịu hợp tác, nhưng vì Zen sẽ thanh toán đầy đủ chi phí và Zenko hứa sẽ viết một bài báo để tâng bốc hắn trên mạng, nên hắn lại đồng ý giúp đỡ. Sui Ichi vào tù gặp Shinji, anh ta phát hiện cánh tay phải bị thương của anh nên đã nghi ngờ anh là Rider mà hắn tấn công hôm trước. Một anh chàng đang chơi máy bay từ xa thì bất ngờ bị tên quái vật tấn công. Xong việc nên tên Sui Ichi mặt dày đến tìm Zen để thanh toán tiền thù lao. Hắn ta còn chọc ghẹo Iui nên Zen rất tức giận. Tên quái vật xuất hiện cả hai cảm nhận được và Zen rất bất ngờ khi biết Sui Ichi cũng là Kamen Rider.
bọn họ nhanh hen xin tiến vào thế giới gương tìm nó. Nai vừa vào đã bị con quái hút ra xa. Anh dùng bài trang bị cây thương đánh nhau với nó. Nó bắn anh bằng hai khẩu súng trước ngực khiến anh né không kịp. John ra đứng từ xa quan sát. Hắn ta trang bị khẩu đại pháo nhắm bắn vào Nai. Nai dùng bài phân thân ra ba bản thể lao đến tấn công John ra. Hắn bắn liên tục cuối cùng đã trúng bản thể chính. Nai dùng bài triệu hồi chú rơi làm choáng hắn bằng sóng âm. Cả hai định lao vào tấn công, thì thấy thời gian sắp hết nên đã quay lại thế giới thực. Suichi nói với Zen rằng hắn ta biết Shinji cũng là Rider, và chế giễu anh không nên làm Rider vì quá non nớt. Suichi quay lại nhà giam để gặp Shinji. Ý định của hắn ta là sẽ để Shinji sập bẫy và bị nhốt mãi mãi trong này. Hắn ta thu âm lời nói của Shinji lại để làm bằng chứng. Zen và Iui cũng đến và cảnh báo cho Shinji về vụ này. Zen cô nhận được tin Zen muốn sa thải tên luật sư Suichi để tìm một luật sư khác cho Shinji nên cô đã đến nơi để tìm hiểu lý do. Trong bệnh viện cô thư ký cũng được ra viện, đang đi thì cô va phải tên Suichi vừa khám xong. Các bác sĩ nói rằng không thể giúp gì cho anh ta và có thể anh ta sẽ chết sớm. Trở về nhà riêng của Suichi, Zen, Iui và Zen cô cũng ở đây và chất vấn anh ta về những việc anh ta làm. Có một cô bé đến để nhờ anh ta cứu ba mình, nhưng vì không ưa trẻ con nên anh ta đuổi đứa bé đó đi. Anh chàng Gozo kể với mọi người rằng, ba của cô bé vì muốn có tiền trả chi phí phẫu thuật cho mẹ cô, nên đã đánh liều đi bắt cóc và đòi tiền chuộc. Có thể suy ra rằng, ba của cô bé chính là người đàn ông bắt cóc cô thư ký và đã bị quái vật bắt đi. Vì mãi không thấy ba trở về nên cô bé muốn đến tìm Suichi giúp đỡ, nhưng cô không biết rằng cha mình đã bị giết bởi quái vật. Có thể thấy bên ngoài anh chàng Gozo rất hầm hố, nhưng bên trong anh lại là một con người vô cùng tốt bụng và ấm áp. Shinji ở phía nhà giam cũng đã được thả ra vì có cô thư ký làm chứng. Suichi và Gozo đến bệnh viện nơi mẹ cô bé nằm viện. Suichi đã tốt bụng khi thấy hoàn cảnh của cô bé và mẹ nên đã giúp thanh toán hết mọi chi phí phẫu thuật. Shinji cũng tìm đến nơi và lao đến đấm vào mặt tên Suichi vì đã lừa mình, nhưng bị cô bé ngắn lại. Tên Suichi rời đi sau đó. Tên quái vật xuất hiện, hắn nhắm vào cô bé nhưng may có Zen và Shinji kịp thời cứu giúp. Cả hai hen xin thành Rider để chiến đấu. Hắn tấn công hai người từ xa bằng súng. Tên quái vật này khá mạnh, một mình cân cùng lúc cả hai người bọn họ. Đang đánh nhau thì từ xa John ra đã đứng xem họ từ lâu. Hắn ta dùng thẻ bài triệu hồi ra một con trâu robot được trang bị rất nhiều vũ khí. Hắn ta dùng đòn final kết hợp với con trâu xả rất nhiều đạn về phía bọn họ. Con quái vật chết ngay tại chỗ, còn Zuki và Nai may mắn né kịp. Phần 2 hôm nay tạm dừng tại đây nhé anh em. Nếu thấy hay thì cho tôi một like và để lại ý kiến của anh em ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phần 3 Kamen Rider Rookie.